đề đời đời qua đó. Đây đây để ra đây để chia đủ năm xuất quà đi thì giấy này thì không bao giờ chia. Đấy, nhóm cô thuộc năm xuất ạ. Các chị năm xuất quà đấy. Anh một anh lên đây nhặt xem là hộ ai thì đưa tay lên. Tung lên thế này nhận lấy không đi đấy. Theo ngay luôn. Nhớ là bên phía đại diện tôi chặt từng giờ tôi xóa bạn. Một người nhà Nguyên năm suất ạ. Xin mời một anh lên đây lấy tiền ạ. Nguyên ạ. Đây đây. Nhóm anh Nguyên là sao? Thanh đâu rồi? Cái này thì nhóm phải gọi đi chứ. Nhóm nhà Vương Giáng 4 suất ạ. Lấy quà phải đi cả. Nhóm đấy là nhận được gọi đến xóm nào một anh lấy tiền của nó, anh nên lấy quà nhé. Nhóm nhà Hiệu Đạt 5 suất ạ. Xin mời nhóm của anh Hiệu Đạt đâu? Hiệu Đạt có đây không? Có người đâu ạ. Nó cho Hiệu Đạt đâu ạ? 4 suất ạ. 4 ạ. À 5 ạ. 5 chứ. Sao lại đặt thế nào đấy? Dạ chị đi trước đi trong tay em dạy sách ạ. Đây cái này chị cầm đi. Đây đây đây. Sao này nhóm? Đề nghị mọi người hỗ trợ chuyển đồ về cho. Nhóm này thì không còn. Cái nhóm này đường để sau thì sẽ phải nhắc lại thôi. Nhóm nhà chị Mai 8 suất ạ. Nhóm của chị Mai ra đây. Một người lấy tiền còn ra lấy hàng. Qua thì mọi người sẽ chuyển về nhà. Tám ạ. Tám xuất cho cái đây nhóm này ạ. Cho anh chuyển đủ hết 8 xuất đi. 8 xuất nhóm này ai nhận là ai nhận. Đấy ạ, đấy là tất cả bệnh nhân người ta đứng đấy rồi ạ. Nhóm Thuật Lan 5 suất ạ. Ai nhận một cái chiếc ạ? Thuật Lan 5 suất ạ. Mời các bác của bác ra nhận đấy đi ạ. Bác sẽ ra nhận con gì?